Thưa quý vị, nằm trong hoạt động xúc tiến du lịch kết nối Thừa Thiên Huế với các địa phương tại Lăng, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10, nhiều hoạt động khảo sát xúc tiến đầu tư hai bên được tổ chức đồng thời tại Thừa Thiên Huế và các địa phương tại Lăng với cầu nối là các chuyến bay charter hai chiều. Vào sáng ngày 22 tháng 10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã dẫn đầu đoàn công tác của Thừa Thiên Huế đến thăm Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, ông Phan Chí Thành tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhận mình, hợp tác quốc tế luôn là lĩnh vực được Thừa Thiên Huế quan tâm. Về việc tổ chức đoàn công tác đến Thái Lan lần này nhằm kết nối lại mối quan hệ hợp tác với các chính quyền, doanh nghiệp địa phương của Thái Lan sau hơn 2 năm bị trì hoãn do tác động của đại dịch. Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đánh giá tiềm năng hợp tác phát triển giữa Huế và các địa phương Thái Lan là rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, rào cản lớn nhất vẫn là thiếu những chuyến bay thẳng nối các địa phương Thái Lan với cố đô Huế. Để giải quyết vấn đề trên, Thừa Thiên Huế đang xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm 2023 nhà ga T2 của cảng hàng không quốc tế Phú Bài, với năng suất phục vụ khoảng 5 triệu khách một năm. Đây là cơ sở để kết nối thêm các chuyến bay thẳng từ Huế, Bangkok và chiều ngược lại. Trước mắt sẽ khởi động lại chuyến bay dạng charter, thuyền nguyên chuyến để thu hút dòng khách Thái Lan đến với Huế. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, Phan Chí Thành đánh giá cao và bày tỏ sự ấn tượng đối với những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong những năm qua. Cá nhân đại sứ cùng tập thể nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quá trình phát triển. Thời gian tới, đại sứ Phan Chí Thành đề nghị Thừa Thiên Huế tập trung làm tốt hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trong các hoạt động hợp tác giữa địa phương với địa phương, nhân dân với nhân dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Đồng tình với nhận định dư địa phát triển hiện nay của du lịch Thừa Thiên Huế là rất lớn, nhưng còn trở ngại do hạn chế các chuyến bay, đại sứ Phan Chí Thành đề nghị địa phương tiếp tục mở rộng, xúc tiến các chuyến bay dạng charter cùng hợp tác với các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Hội An để hình thành tour tuyến, làm đa dạng hơn các sản phẩm du lịch đối với thị trường khách quốc tế.